Làng chơi mất 85 triệu đồng và bắt buộc phải dừng cuộc chơi. Thật đáng tiếc nhưng luật chơi của chương trình là như vậy. Không còn tiền để đặt cược thì không thể tiếp tục, đừng để tiền rơi. Và lúc này chúng tôi vẫn còn nguyên 200 triệu đồng để trao tặng cho những người chơi kế tiếp và chúng ta cùng hồi. Bên thêm nhà. Và chúng
像我的陌生冷脸上，花香梦暖陌生当陪梦，花香浓花陌生当陪冷，花香爱孙到天当过客，khi anh trong em ung dung bên thềm nhà